Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay tôi cùng các bạn sẽ đi đến một trong những mẫu xe gọi là phân khúc top 1 của sedan hạng C. Ông Hoàng phá đảo mọi bảng xếp hạng, chiến thần top 1 chiếc Mazda 3 sedan. Đây, các bạn đang được chiêm ngưỡng là màu Gray Machine, màu xám không gian. Đó, phải nói là quá xuất sắc luôn. Đấy, tôi sẽ đi từng góc cạnh cho mọi người. Thì ở phiên bản Mazda 3 2023 này được Taco nhập về với 3 phiên bản động cơ 1.5, gồm có phiên bản Deluxe với chương trình ưu đãi là 579 triệu, bản Luxury là 619 và bản Premium bây giờ đang được phân phối với cả mức giá lên tới rất là ưu đãi 729 triệu thôi. Đó. Thì ở phiên bản Mazda 3 này thì chắc hẳn cũng không phải nói nhiều với các bạn rồi. Nó là một trong những mẫu xe phải nói là doanh số cực kỳ tốt. Đó. Và đang được với ưu đãi với mức giá quá tốt, kết hợp với cả chương trình 50% lệ phí trước bạ. Thì bây giờ lăn bánh bạn này chỉ loanh quanh khoảng hơn 600 thôi. Quá hợp lý cho một chiếc xe hạng C, nhưng mà giá thậm chí chỉ bằng phân khúc hạng B thôi mọi người ạ. Đấy. Đây thì tôi với các bạn cùng đi qua mặt ngang của chiếc xe nhé. Đó. Một chiếc xe mà chỉ bây giờ chỉ có 579 triệu. Quá đẹp. Hệ thống ốp bô đôi thể thao này. Đó. À vâng, hai ống xả nhé mọi người nhé. Cốp là cốp có chỉnh tự động này. Đấy. Mở lên này. Khoang rất là rộng. Đèn toàn bộ đèn được trang bị hệ thống đèn full LED này, mọi người có thể nhìn thấy này. Đó. Nội thất của chiếc Mazda 3 này thì phải gọi là quá là tinh xảo rồi, mọi người có thể nhìn này. Đấy, màn hình digital này. Đó. Vâng. Xe thì được trang bị tất cả các tính năng cao cấp nhất, cảnh báo điểm mù, cảnh báo trệch làn đường, cảnh báo giật làn đường, giữ làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và phanh thông minh cho tùy từng phiên bản. Đó. Phải nói là một phân khúc xe với quá nhiều tính năng an toàn và với mức giá là rất là hợp lý. Và cái form xe thì nếu mà để nói một từ thì chắc là mê luôn, nhìn là thấy nghiện. Đấy, chúng tôi hay trêu là như vậy đấy. Đó. Thì để biết thêm chi tiết và các phần quà tặng cũng như là giá lăn bánh chi tiết thì mời các bạn hãy cùng để lại thông tin và gọi lại cho chúng tôi nhé. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay cho mình cho tùy từng phiên bản màu xe. Xe thì đang được sẵn xe tại showroom luôn. Xin chào tất cả các bạn.